Chào mừng các bạn đã quay trở lại với fanpage Học Văn Cô Sương Mai. Và đây là chuyên mục vlog của cô Sương Mai. Ngày hôm nay thì cô sẽ có một hoạt động rất là đặc biệt với các anh chị trong team Học Văn Cô Sương Mai. Đó chính là cả team sẽ cùng lên đường để đi team building, tức là sẽ đi để cùng nhau ăn trưa này, dã ngoại này, chơi trò chơi này. Và các bạn hãy đi cùng cô nhé để xem là hoạt động ngày hôm nay thì có gì đặc biệt nhá. Hiện tại cô đang trên đường để đến với Eco Park, là địa điểm tổ chức hoạt động team building ngày hôm nay. Đi cùng cô nhé. Xong team building buổi sáng và cùng nhau thưởng thức bữa trưa các bạn nhé. Hôm nay thì sẽ cùng ăn nướng và lẩu nha các bạn ơi. Mong rằng là sau sự kiện này thì chúng mình sẽ nhớ được mặt nhau, thân thiết với nhau hơn và sẽ bắt đầu một chặng đường đáng nhớ với nhau nhé. Và mong là sự kiện lần sau thì sẽ đầy đủ các gương mặt hơn nữa nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.